Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao chất lượng sản phẩm được coi là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi đơn vị doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất và tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh để phát triển thị trường, chiếm lĩnh niềm tin đối với người tiêu dùng. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón hữu cơ, hàng năm, công ty cổ phần phân bón Lam Sơn đều dành một nguồn kinh phí lớn cho hoạt động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất. Quy trình sản xuất cũng luôn được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo đưa ra thị trường những sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Nhờ vậy, đến nay công ty đã chiếm thị phần lớn trong việc cung ứng phân bón cho ngành mía đường Thanh Hóa và đang mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Năm 2024, đơn vị phấn đấu sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt khoảng 22.000 tấn phân bón, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ đối với công ty chúng tôi là luôn luôn xác định cái yếu tố về chất lượng sản phẩm là cái yếu tố sống còn của công ty. Chính vì như thế thì trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và nghiên cứu một số các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Hiện nay người tiêu dùng ngày càng coi trọng giá trị của chất lượng và xem đây là yếu tố quyết định hàng đầu khi lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Mặt khác khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do. Lượng hàng hóa nước ngoài nhập về ngày càng nhiều đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường. Thực tế này đòi hỏi các đơn vị, doanh nghiệp phải tiếp tục cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ và xem đây là yếu tố quan trọng để giữ vững và phát triển thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận. Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư về chiều sâu để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Như năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đầu tư thêm một số các cái trang thiết bị về máy móc hiện đại hóa và tự động hóa ở các cái khâu sản xuất tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát hoàn chỉnh các cái quy trình sản xuất để làm sao để hàng ngày càng nâng cao cái chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt theo cái yêu cầu của thị trường. Trong cái thị trường cao su nó khó khăn nên là cái yếu tố sản chất lượng sản phẩm là chúng tôi đặt rất là cao. Chính vì thế là từ cái khâu thu hoạch từ vườn cây cho so đến quá trình vận chuyển lưu kho ở các đơn vị và đưa về nhà máy thì chúng tôi luôn luôn là chú trọng và đặc biệt là cái dây chuyển chế biến là chúng tôi liên tục cập nhật những cái công nghệ mới nhất của trong ngành để làm sao để sản phẩm đưa ra là đạt được cái chất lượng cao nhất và bán được giá cao nhất. Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 của chính phủ đã đề ra mục tiêu số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 đến 15%. Tại Thanh Hóa, các ngành các địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các hàng hóa trong nước cũng như hàng nhập khẩu qua đó phát triển thị trường một cách hiệu quả bền vững